Trong khi siêu bão Harvey vẫn đang gây ra tình trạng ngập lụt ở bang Texas của Mỹ, thì các chuyên gia kinh tế đã bắt đầu tiến hành những đánh giá bước đầu về thiệt hại về kinh tế mà nó gây ra. Mặc dù là chưa có một thống kê đầy đủ, thế nhưng mà những ước tính ban đầu cho thấy đây sẽ là một trong những thảm họa thiên tai nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ. Siêu bão Harvey hoành hành ở khu vực duyên hải bang Texas và vịnh Mexico đã ảnh hưởng lớn tới ngành công nghiệp dầu khí Mỹ. Bão và ngập lụt đã khiến nhiều cơ sở lọc dầu phải tạm ngừng hoạt động, làm giảm 19% công suất lọc dầu của Mỹ, đồng thời đẩy dự trữ dầu thô tăng cao. Hệ quả là giá xăng tăng vọt 4% lên mức cao nhất trong vòng 2 năm trở lại đây, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ giảm 0,3% xuống mức thấp nhất trong vòng hơn một tháng qua. Các chuyên gia đánh giá, thiệt hại đối với các cơ sở dầu khí là rất đáng kể và lâu dài. Khu vực Houston và cả vùng duyên hải bang Texas có rất nhiều cơ sở công nghiệp và mạng lưới vận tải, trong đó quan trọng nhất chính là các cơ sở của ngành công nghiệp dầu khí. Việc hoạt động của các cơ sở này bị ảnh hưởng dẫn tới biến động lớn về giá cả. Mạng lưới giao thông tại đây cũng bị ảnh hưởng và phải mất rất nhiều thời gian để có thể hồi phục lại bình thường. Hãng tin Bloomberg dẫn ý kiến các chuyên gia cho biết, bão Harvey có thể khiến nền kinh tế Mỹ thiệt hại từ 42 cho đến 100 tỷ đô la Mỹ, trở thành một trong những thảm họa thiên tai gây tổn thất lớn nhất trong lịch sử nước này. Dựa vào những thông tin mà chúng ta đã có, siêu bão Harvey rõ ràng là rất nghiêm trọng. Nó lớn đến nỗi vẫn còn quá sớm để đưa ra những con số chính xác. Nhiều người hy vọng rằng rồi tất cả sẽ kết thúc sau một tháng hay cùng lắm là đến cuối năm. Tuy nhiên, sự phục hồi sẽ phải đo đếm bằng năm, chứ không thể tính bằng tuần hay bằng tháng. Điều đáng chú ý hơn cả là 60% số thiệt hại đó sẽ trở thành gánh nặng cho chính người dân Mỹ, khi nhiều người trong số họ đã không mua bảo hiểm do lũ lụt, dẫn đến việc những tổn thất mà thiên tai gây ra sẽ không được bảo hiểm chi trả. Do đó, những ai không có bảo hiểm sẽ phải nộp đơn xin trợ cấp hoặc nhận các khoản vay rẻ từ chính quyền liên bang. Với thực tế này, nhiều ý kiến lo ngại những gì chờ đợi người dân Houston sau bão Harvey cũng sẽ tương tự như những gì đã xảy ra với người dân New Orleans sau bão Katrina.